vòng tay sẽ làm cầm máu vết thương cho em nhá. Nín đi để cô làm cho, đừng khóc nữa. Thân em, tại ta bọn em phải chịu đau đớn như thế này. Thưa cô đừng khóc. Mặc dù có hơi rát nhưng mà em đỡ nhiều rồi ạ. Với lại giúp được người khác em cũng cảm thấy vui mà cô. Đúng rồi, nhưng mà lúc em phải chịu đau đớn thì ta lại không chia sẻ được với em. Chúng ta xin lỗi em nhá. Không sao đâu ạ. Thôi bây giờ cố gắng ngồi dậy, uống hết bát thuốc rồi đi ngủ sớm nhá. Nào cô đỡ dậy, cẩn thận. Dày thì sẽ có móng tay nhọn. Chữa bỏng bên ngoài đã thế mà cho chúng mày chữa bỏng bên trong xem mày có chữa được không. Còn thằng Lô nữa, tao sẽ cho mày sống dở chết dở. Em con sẽ lo được cho nhau. Ngay suối vàng, mẹ gặp cha và ông bà, xin mẹ hãy phù hộ cho anh em con. Mẹ ơi,
Mình xin phép mẹ. Đi thôi em. Mình đi đâu ạ anh? Mình trả ơn cho người đã giúp đỡ anh em mình. Đến nhà ông Chánh Tổng thôi. Mình đi đến đấy xin làm người ở anh. Làm gì cũng được. Phải trả ơn cho người ta em à. Chào mẹ rồi đi thôi em. Anh em mình nghỉ một chút nhá. Cẩn thận. Ngồi xuống đây. Anh ơi. Hả? Anh cõng em mệt, chắc cũng khát nước đúng không? Không. Anh vừa cõng em vừa ăn quả dại, anh không khát đâu. Đây, em uống đi. Anh nói dối, quả dại vừa đắng vừa chát, làm sao anh hết khát nước được? Anh không khát đâu, này, uống đi. Uống đi, mình cùng đi. Ừ, nghe anh, uống đi. Ừ. Anh xấu tính quá. Em uống hết nước rồi, làm sao anh có cái để uống chứ? Lo gì. Từ đây lên trường viện, thiếu gì suối. Anh sẽ lấy cho em uống chán thì thôi, nhá. Thôi, em tạm tin anh. Mà sao anh bảo là đến nhà ông Chánh Tổng để đền ơn cho cô Ngọc Trinh? Sao bây giờ lại đến trường huyện làm gì hả anh? Thì muốn trả ơn cho người ta, mình phải làm được việc gì đó chứ. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta chưa giúp gì được họ đâu, cho nên anh muốn lên trường huyện tìm thầy. Hy vọng là anh em mình sẽ được đi học phải không anh? Anh cũng không biết nữa. Phải hy vọng em ạ. Đi thôi. Dạ. Em ơi, xuống đây rồi, xuống nước đi. Ôi, tôi bị chảy máu.
Bà ấy đuổi con Nai, bán con Gờ lại vào chân mình. Đừng kêu nữa, máu nó ứa ra bây giờ. Cậu ơi, cậu bố giúp tôi cái. Đau quá. Mày đi. Cậu ơi, cậu giúp tôi cái. Giúp mũi tên tôi cái. Đi. Tôi sợ. Không sợ, tôi chịu được mà. Cậu giúp tôi cái. Bà cố chịu nhá. Vâng. Cậu ơi, cậu vừa giúp tôi về nhà. Nhà tôi ở bên kia quả đồi. Giúp được cái, tôi sẽ cảm ơn cậu sau. Giúp được đau quá cậu ơi. Thôi, bác đừng nói nữa. Nào, Dung, Dung anh đỡ bác đi. Cố lên bác. Cẩn thận. Nào, cẩn thận. Cẩn thận đấy. Ai ơi, đau quá. Bác cố lên bác. Chúng mày đã sẵn sàng chưa? Dạ, bọn con thì lúc nào cũng sẵn sàng chứ, sẵn sàng gì không? Tốt, bây giờ sẵn sàng đập tao. Con đập tao này đùa à? Tao này nói đùa chúng mày à? Đưa gậy cho nó. Ông ấy lỡ con đập, ông quay lại thì làm sao không? Cứ đập thoải mái. Ông bảo đập thì mày cứ đập. Đúng, tôi đâu chịu. Đây, nào. Đập đấy. Con đập ông nhá. Con đập ông nhá. 2, 3. Mà sao ông lừa một con? Chúng mày buồn cười thế thì tao mới làm quan được. Còn chúng mày thì ngu thì chỉ có cầm gậy làm tuần đinh như làm cái gì? À được không? Thôi, giải tán. Thế thì ai bắt cả thấy em thế nào? Chối. Còn đánh chặt. Kiếm Minh, hôm nay mình lại còn bày vẽ cả mâm cỗ tao đùng ở giữa sân này nữa. Chuyện mấy khi các chú đến chơi. Đến đầu rượu đi mình. Tao nghe biết rồi. Mày ra ngoài. Ê, cứ để nàng ở đây hầu rượu cái quan cho nó vui. Nàng tên gì? Dạ con là Mận ạ. Mận. Mận hả? Hay. Tên đáng yêu. Hầu rượu. Thôi, cứ để em hầu. Mày ra ngoài đi. Đúng hết, xuống bếp đi. Mời các quan xây rượu ạ. Thế nào? Dạ. Chuyện truy tìm báu vật đến đâu rồi? Theo ta biết thì ngọc rồng của lão quý là vật phẩm quý giá nhất đấy. Dạ, thưa quan chánh, cứ yên tâm ạ. Cái việc con ấy thì để cho em lo. Em đảm bảo là chỉ sau 13 ngày thôi là lão ấy sẽ ngoan ngoãn dâng báu vật và cả cái nhà cho quan. Cái nhà thì ta không cần. Đúng. Ta cần là cần cái khác cơ. Cái khác cái gì? Cái gì thì các ông cứ bảo quan ấy. Cả cái làng này ai chả sợ quan Tuần, được không? Ông thật là hữu dũng vô mưu. Chuyện này không thể nóng lòng được đâu. Ta giao cho ông toàn quyền xử lý chuyện này. Miễn là lão quý chịu dâng báu vật cho ta thì cái nhà ta để phần ông. Cảm ơn quan chánh đã tin tưởng. Tôi xin hứa nhá, tôi sẽ dốc hết tâm hết sức ra để mà đồn ốc. Mà tôi đảm bảo nhé, chỉ sau 3 ngày thôi là cái báu vật này sẽ dâng lên cho quan chánh. Tốt. Tốt. Ta thưởng trong chén rượu. Cảm ơn. Này, quan chánh xin mời. Hãy đổi ơn quan chánh. Quan chánh. Rót rượu đi mình. Em mời mình, mời các quan ạ. Em xuống đi. Cẩn thận.
đi bên này, cẩn thận. Cẩn thận. Cố lên em. Dừng lại. Dừng lại. Hai người là ai? Dạ, chào các anh. Tôi là Phạm Hải. Còn đây là Thị Dung, em gái tôi. Do gia cảnh nghèo khó, lại không có công việc gì làm, cho nên tôi... Tôi gì không ai nhèo xuống. Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Dạ thưa, có hai anh em ăn mày này, hắn... Gọi họ đi. Đi. Dạ thưa anh, tôi muốn... Muốn gì? Có phải anh em nhà ngươi muốn lên tìm thầy Quỷ Cốc để xin học không? Dạ. Cút. Nơi này không phải thích đến thì đến, mà thích đi thì đi nhá. Cút. Đi. Cút ngay cho ta. Thôi anh ơi, mình không có tiền, ai cho mình đi học? Hay là anh em mình về nhà ông Chánh Tổng xin làm người ở không công, coi như là đền ơn cho cô Ngọc Trinh đi anh. Anh ơi, em đói. Thôi, em chịu khó. Anh sẽ đi xin đồ ăn cho em, rồi mình về vậy. Đi. Sao cha thấy nóng lòng quá? Con hiểu rồi. Cha ơi, đây là báu vật gia truyền của nhà chúng ta. Ở cái làng này không có thứ gì quý hơn báu vật nữa. Làm sao cha con mình có thể giữ báu vật ở lại đây? Con ước gì báu vật linh thiêng có thể tìm cách trốn đi. Hoặc nếu không thì hãy làm mờ mắt bọn tham quan để chúng không còn tìm đến ngài nữa. Thôi, con đi ra ngoài đi, cha đã có cách. Dạ vâng ạ. Cha ơi. Cha ơi. Cái gì thế? Nguy to rồi cha ơi. Quan Tuần và mấy lão Tuần Ninh, cả ông Lý Cường nữa đang kéo đến nhà mình để tìm cha đấy. Hình như là họ muốn lấy báu vật gia truyền của nhà mình. Đến rồi à? Ta biết trước, sớm muộn rồi nó cũng sẽ đến. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào hả cha? Hay là cha ôm báu vật rồi cha trốn đi nhá. Đừng để người ta đến người ta lấy báu vật của nhà mình. Thôi, con đi ra ngoài đi, cha đã có cách. Lão Quý đâu hả? Quý đâu? Lão Quý đâu? Sáng nay ngoài này Quý gặp cô Lý Trưởng với cả cô Quan Vân. Quý đâu? Cái lão này dở điên là sao hả? Kìa bố, sao thế? Này, không cần biết nó điên thật hay điên giả, cứ oanh cho nó 10 giọt thật đau là biết nó điên thật hay điên giả ngay. Không, tôi xin con lớn, con lạy con lớn, con mong các ngài đừng đánh cha con. Cha con sau một đêm bị ma quỷ nhập, thành ra bây giờ cứ điên điên dại dại như thế này.
Con mong các ngài hãy rủ lòng thương ạ. Ôi, rủ lòng thương. Này, thương thì thương còn ấy. Thế bây giờ thương cha con thì em thì ai thương một anh? Em cứ làm như chú anh mới có 3 tuổi. Cái trò điên điên này ngày xưa anh làm suốt rồi. Chú anh, cứ đánh nó thật đau cho ta. Không, nhận cha. Ôi trời ơi, trời ơi, đã bỏ. Thằng này nó điên thật rồi. Nó này hôn chân ta. Bây giờ nó điên thật hay điên giả? Ta muốn biến các người thành một con thú vô tri. Đấy, khổ quá các con xem. Con đã nói là cha con điên thật mà. Bây giờ ta không cần biết nó điên thật hay điên giả. Chú mày đâu? Vào trong nhà lục soát xem cái mẫu vật gia truyền cho nó để đâu. Lục soát tìm nó cho ta. Nếu tìm được, ta hứa sẽ thưởng 5 quan. À, 10 quan. Vào tìm đây. Mẫu vật ở đâu được nhỉ? Vòng trong ở đâu? Ai vậy? Hắn giấu ở đâu nhỉ? Này, tao chả thấy cái gì kìa. Tao thấy toàn quần áo rách ấy. Mà vật báu ở đâu được nhỉ? Hay là lão ta bán rồi? Cũng có thể. Quay lại, quay lại, quay lại. Bẩm quan, bẩm chê. Sao? Tìm thấy chưa? Ông ơi, bọn con nghe theo lệnh ông vào nhà tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà bẩm ông, chả thấy gì ngoài đống quần áo rách. Có khi là nó bán rồi ông ạ. À, thằng này láo. Này, mày láo. Thằng già giả điên kia. Ngọc Rồng ở đâu? Ở đâu? Hả? Ngọc Rồng bay lên trời rồi. Bay về thiên thời rồi. Bay lên trời. Long Quý này, Long có thích giả điên ở đây không? Hả? Long có khai Ngọc Rồng ở đâu không? Rồng bay lên trời rồi, bay về hạ giới rồi. Này, lão mà giả điên là biết tay ta nhá. Nếu lão còn quý Ngọc Rồng hơn cả con gái lão nhá, thì sẽ biết tay ta nghe chưa? Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Giải con gái lão về sân đình của tao. Giải con gái lão về sân đình cho tao. Này, cái việc đấy là của ai hả? Hai thằng Tuần kia. Dạ, dạ, việc của quan. Này, thằng già giả điên kia. Có khai ngay ra Ngọc Rồng ở đâu không? Khai không? À, có khai không? Nói rồi, Ngọc là Rồng là bay lên trời rồi, bay về hạ giới rồi. Chú mày đâu? Dạ. Giải con gái lão ra sân đình cho ta. Vâng. Khi nào mà lòi ra Ngọc Rồng thì mới thả. Dạ vâng. Giải luôn. Lão. Mày cứ ngồi đấy mà điên. Ta là thánh hạ giới. Con ơi,